tình thôi. Tự nhiên tụi mình đang đi kiếm chỗ để quay cái video hướng dẫn thì tìm được một cái homestay khá là thú vị. You're not afraid of the process I'm growing. You're not dismayed, there's no pain to ungrateful, yeah. You are love. Yeah. Ăn tiệc nãy giờ chị không dám ăn rồi để You are the closeness of peace that surrounds me. You are the reason for the joy set before me. You are love. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm LumaFusion, những điểm mới của LumaFusion. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm LumaFusion. Hôm nay ta sẽ làm nền cho các bạn Mình đang ngồi ở giữa sông nước như thế này nè. LumaFusion, thực ra đây là phần mềm mình đã giới thiệu với các bạn từ lâu rồi. Và cái version mà ngày trước mình làm cái video kia thì nó khá là cũ rồi. Bây giờ nó đã cải tiến và nâng cấp lên rất là nhiều thứ. Và mình thấy đây là một cái phần mềm có thể giúp cho iPad thay thế được, có thể giúp cho iPad nó thay thế được cái MacBook luôn. Cây nó xào xạc nãy giờ nó cứ đùa xuống. Thì mình đã dựng cái video kia ở trên iPad Pro như thế này đây. Đây là cái timeline mà các bạn thấy, cái timeline của cái video trước nè. Đó. Mình đã dựng cái video trước hoàn toàn ở trên iPad luôn. Và các bạn thấy nó cũng không khác gì so với trước đây mình edit những cái video kia ở trên MacBook. Thôi thì để không làm mất thời gian của các bạn thì mình cho các bạn xem ngay một cái ví dụ cụ thể và trực quan với hai cái thiết bị cùng chiếu một cái đoạn video mà mình đã dựng ở trên LumaFusion. Hai thiết bị iOS thì các bạn có thể hiểu là mình có thể vừa edit được ở trên cả iPhone lẫn iPad ha. Ok. Nếu nhìn kỹ vào giao diện của cái điện thoại á, thì tất cả những cái phần mà mình edit á, nó vẫn y chang, tương tự. Cho nên bây giờ mình sẽ dùng cái iPad để mình ví dụ luôn ha. Ở đây mình có thể thay đổi giao diện cũng y chang luôn. Tất cả các bước input hay là những cái bước mà mình input file video vào đây á, đều giống nhau. Cho nên mình sẽ hướng dẫn ở trên iPad cho nó dễ nhìn và dễ trực quan hơn ha. Thì ở trong video này mình sẽ nói lại một lần nữa luôn, sẽ dành cho những bạn mà chưa từng coi cái video cũ. Cái video cũ mình nó nằm ở trên này nè. Nếu như các bạn chưa từng coi thì các bạn có thể lên đây để xem. Điểm thay đổi nhiều nhất và đáng nói nhất ở trong cái phiên bản 2.0 này đó chính là về cái giao diện được thiết kế lại khá là trực quan. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ở đây là mình sẽ có hai cái timeline. Một cái timeline nhỏ ở trên để cho mình biết được cái vị trí của cái video mình đang nằm ở đâu đó. Và một cái timeline dưới để cho mình edit và mình tha hồ mà mình zoom, mình kéo. Đây là một cái điểm mà có thể nói là nó góp nhặt từ Final Cut Pro lẫn ở trên DaVinci Resolve. Đây là hai cái phần mềm dựng phim hiện tại đang rất là nổi bật, đang rất là phổ biến ở trên cái thị trường bây giờ. Điểm thay đổi thứ hai mà các bạn cũng dễ nhìn thấy được là thay vì những cái thanh công cụ này được đặt ở bên hông nè, mỗi lần mình click vào thì nó sẽ hiện đây, thì bên hông bây giờ nó sẽ đặt ở dưới đây và nó tối ưu được cái giao diện của nó. Mỗi một cái nút sẽ có một cái chức năng khác nhau. Và để mà mình xem là cái nút này nó là cái gì, nó công dụng như thế nào, thì bạn chỉ cần nhấn và giữ vào cái biểu tượng dấu chấm hỏi phía dưới góc màn hình này không? Đó, thì nó sẽ hiện ra hết. Là mình rất là dễ dàng để mình làm quen những cái thao tác, ví dụ như là cắt video. Chỉ cần nhấn vào cái video ở trên cái mục input. Đó, thì mình sẽ chọn được cái đoạn nào mà mình muốn. Ở đây mình sẽ chọn cái đoạn mà không để lộ cái bình xông tinh dầu ha. Rồi, như vậy thì mình đó, mình chỉ cần chọn hai cái đoạn là mark in và mark out nè. Đó, thì nó sẽ cho mình lựa chọn, sau đó mình kéo xuống. Thì thao tác, những cái thao tác ở trên LumaFusion cực kỳ dễ, chỉ cần kéo thả hoặc là nhấn nút. Ở đây nó có một cái điểm cải tiến là khi mà mình thao tác ở trên cái layer này nè, thì nó cho phép mình tối đa được 6 cái layer là video. tức là nó sẽ nhiều hơn so với phiên bản trước. Thậm chí mình có thể tách ra tách detect cái audio này ra nè, để mình làm việc trên từng cái file luôn. Nếu mà đã dựng phim rồi thì nó sẽ có rất là nhiều mẹo, cho nên là những cái mẹo đó khi mà mình đi về chuyên sâu thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết sâu đó. Thì các bạn có thể thấy được cái timeline mà mình dựng một cái video nó trông như thế này đây. Thì mình cũng cắt các cái đoạn chuyển cảnh, tua nhanh. Nếu muốn tua nhanh thì chỉ việc bấm vào đây, bấm vào cái nút cái biểu tượng keyboard nè, rồi có cái biểu tượng là tua nhanh, thì mình xác định là cho nó tua nhanh bao nhiêu thì mình sẽ có thể là di chuyển được nè đó. Nếu không muốn thì quay lại hoặc là tăng speed lên nè, revert nó nè, rồi cái này maintain audio pitch tức là giữ nguyên cao độ. Rồi mình thao tác trên audio, này thì nó có một cái phần rất là hay mà tí nữa phần của sau mình sẽ nói. Và mình có thể chỉnh màu ở trên này luôn. Chỉnh màu mình sẽ có thêm cái color preset là mình có thể input thêm từ ngoài bằng cái biểu tượng này. Mình tải cái led lên đây đó, mình tải led lên đây, sau đó mình chèn nó vào đây thì nó sẽ qua cái user led ở bên này đó. Đây là những cái led mà mình đã tải lên thì rất là dễ luôn. Mình có thể edit màu bằng cái tab, mình có thể edit sáng tối bằng cái tab là original nè, rồi mình kéo sáng kéo tối, rồi mình thao tác y như là một cái phần chỉnh sửa ảnh bình thường luôn, nó giống như Lightroom hay gì đó luôn. Đây cái này thì cũng khá là giống so với cái phiên bản trước, cái này là do mình quyết định. Và cái dễ nhất là các bạn có thể add thêm cái list ở bên ngoài, các bạn có thể lên trên YouTube để mình tìm cái list free ha, LUT nếu mà bạn nào chưa biết á. Đây là cái color lookup table thì mình có thể dùng cái list này để cho cái thao tác của mình đó nhanh hơn. Ví dụ như mình muốn chỉnh màu, mình chuyển màu của cái file này qua. Đó, các bạn thấy không? Dựa vào cái list này mình có thể rất là nhanh chóng để mà mình thay đổi màu sắc. Đó, nó cũng có thêm một vài cái list có sẵn. Nếu mà so với cái việc chỉnh màu á, thì bên này nó dễ dàng hơn so với Final Cut luôn. Rồi. Có một cái điểm mà dành cho những bạn nào mà muốn áp dụng màu hết cho tất cả các cái video á, thì các bạn có thể dùng theo cách này. Đó là sẽ có một cái biểu tượng là copy paste nè. Cái biểu tượng này thì ví dụ như các bạn có cái màu sắc của cái clip này, các bạn bấm vào copy, copy hết đây đó, copy hết đây, nhớ chọn những cái mục mà mình muốn copy ha, những cái thông số mình muốn copy mình có thể highlight lên đó. Cái file của mình nó trống trơn, một cái là vậy, một cái là vậy đó, thì mình sẽ copy, sau đó qua đây paste, là copy và paste nha. Rồi, về phần input video, bây giờ nó thực sự rất là dễ, các bạn có thể thao tác như thế này. Mình sẽ cho các bạn xem. Mình chỉ cần tải một cái ứng dụng tên là Document và mình để nó lên màn hình bên này. Rồi sau đó mình có thể gắn cái USB vào, mình chép, mình kéo thả, mình kéo file, hoặc là mình tải file trực tiếp từ trên web về. Ví dụ như mình sẽ có một cái sound effect đi, mình sẽ có một kho sound effect và ở đây đó, mình có thể kéo cái file này trực tiếp vào bên trong cái LumaFusion. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nó hiện cái biểu tượng này nè, tức là nó sẽ input vào cái thư mục share ở trong cái phần imported. Thì nó, các bạn cứ bỏ vào thì nó sẽ ra cái âm thanh, cái tiếng dế kêu. Mình sẽ tìm lại ở trong cái này ha. Đó. Đó, rồi khi mà mình đã input cái file từ cái phần document thì mình có thể kéo nó vào trong này, nó rất là dễ luôn. Thì document này nó hoạt động tương tự so với cái file, nhưng mà cái file đó, thì mình có thể quản lý, các bạn thấy không, cái việc quản lý file ở trên này nè thì nhìn nó cũng hơi bị nhàm chán, cho nên là mình có thể kéo qua bên phần document, mình sẽ tải cái app document này về để mà nó có thể cho phép mình playback cái audio với một cái dạng như thế này để mà mình có thể thao tác nhanh hơn. Ví dụ mình có một cái video, thì mình cũng có thể playback ở trên này luôn, nó sẽ rất là nhanh. Trong cái quá trình mà mình làm việc á, thì đây là một cái mình có thể làm gần như là thay thế được cái máy tính luôn á. Đó là một cái cực kỳ hay ở cái phiên bản iOS mới mà nó cho phép mình có thể thao tác trên file dễ dàng như là trên máy tính. Đó là những cái điểm mới của cái LumaFusion. Và với những cái này thì mình nghĩ sẽ đủ để giúp cho các bạn có thể sáng tạo nên những cái nội dung video mới ở trên cái iPad mà không cần dùng đến những cái thiết bị đắt tiền như là máy tính. Một cái iPad bây giờ chỉ tầm mười mấy triệu các bạn có thể dựng được video 4K. Cái hiện tượng mà giật lag hầu như là rất ít xảy ra. Thấy playback vẫn như là một cái video bình thường, thấy không? Quá đỉnh luôn. Thực ra đây là một cái đoạn video mà mình đã cắt bớt ở trong cái phiên bản mới, ở trong cái phiên bản mà mình đăng lên YouTube đó, thì cái này mình hoàn toàn quay bằng điện thoại và mình bỏ vào đây chuyển cảnh như những cái chuyển cảnh mà mình đã hướng dẫn ở một cái video mình cũng để trên này đó. Thì những cái chuyển cảnh đó là chuyển cảnh in camera transition, thì mình chỉ có việc là thay đổi cái, mình chỉ có việc là clear máy. Ví dụ như các bạn để ý nè, mình chỉ có việc clear máy, ví dụ đoạn này ha, mình clear nhanh qua đó, cắt giữa những cái đoạn chuyển cảnh đó, clear nhanh qua. Cái phần này các bạn thấy không, ở đây mình có một cái chuyển cảnh nè, rất là dị và rất là lạ đúng không? Thì ở trên này mình ở trên này mình có một cái hiệu ứng đặc biệt, đó là mình sẽ sử dụng một cái hiệu ứng. Với cái ứng dụng cũ thì mình không có thể nào mình làm được cái blending này, nhưng mà với cái bản cập nhật mới của cái iOS 13 và cái iPad OS đó, thì nó đã cho phép mình có thể điều chỉnh cái opacity của cái video, cho nên là mình sẽ có thể thực hiện được cái blend mode như thế này đó. Mình có thể thực hiện cái blend mode, và từ cái blend mode này á, mà các bạn có thể làm được rất là nhiều thứ ha. Kịp lúc của em luôn. Thì nó có mức cái giá là 700 ngàn. Ngày xưa thì mình mua với một cái mức giá là 450 nghìn. Thì các bạn thử nghĩ đi, khi mà nó update từ một cái version 1 lên version 2, nó đã thay đổi và cải tiến rất là nhiều như thế này rồi, cũng tăng khá khá. Nhưng mà đối với mình nghĩ thì so với phiên bản Final Cut Pro thì các bạn sẽ cần phải mua với mức giá là 7 triệu. Với phiên bản mà Premiere thì các bạn sẽ đóng phí hàng năm hoặc hàng tháng, nói chung là phí cũng rất là cao. Ví dụ như các bạn đóng một năm đối với Premiere thì các bạn sẽ đóng cả bộ cả gói thì đâu đó nó cũng phải mấy trăm đô đó. Cho nên là theo mình nghĩ đây là một cái giải pháp cực kỳ kinh tế. Kết hợp với một cái iPhone hoặc là một cái iPad, các bạn có thể có được một cái thiết bị để có thể dựng được video 4K. Có một điểm cuối dành cho những bạn nào mà thắc mắc và không biết là hỏi ai á, thì cái này mình cũng đã là người thắc mắc và không biết hỏi ai. Ở trên cái phiên bản LumaFusion này nó sẽ không có hỗ trợ hai thứ. Cái hai thứ này là hai thứ mà mình xài rất là nhiều, đó chính là stabilization và một cái thứ nữa đó chính là cái nesting. Bonus cho các bạn thêm một cái nữa, đó là các bạn muốn tải nhạc á, thì các bạn dễ lắm, bây giờ cực kỳ dễ luôn. Bây giờ các bạn sẽ lên trên, vô một cái trang web nào đó để tải nhạc đúng không? Mình sẽ vô một cái trang web mà mình sử dụng. Ví dụ như mình sử dụng Artlist thì mình có để link ở bên dưới cái phần mô tả. Nếu mà bạn nào mà gọi là mình đăng ký sử dụng nhạc bản quyền Artlist á, thì sẽ được tặng thêm 2 tháng nếu mà các bạn nhấn vào link của mình. Nhấn vào link của mình. Sao mình giọng bị lay lay lại lỡ ta. Đó, thì ở đây mình có thể playback được vài cái nhạc nè. Đó, cái xong rồi mình sẽ tải nó về. Thì check out cái đó mình có thể về trên cái hộp thư mục. Ở đây mình sẽ che cái này lại hiền. Đó thì các bạn có thể, thì nó sẽ gửi về trên Gmail của các bạn nếu các bạn đăng ký. Rồi sau đó các bạn chỉ việc là tải về một file MP3. Đó thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Các bạn chỉ việc đợi cho đến khi mà cái phần mềm nó cho phép mình lưu nó vào trong cái tệp. Đây, một là mình sẽ có thêm option là mở ở trên LumaFusion, hai là mình sẽ bấm vào thêm thì mình sẽ lưu nó vào tệp. Lưu vào tệp thì mình sẽ lưu nó vào đâu? Mình sẽ lưu nó vào phần, ví dụ LumaFusion thì mình sẽ lưu nó vào trong cái phần LumaFusion luôn. Mình sẽ lưu trong user media, mình sẽ tạo riêng một cái thư mục là audio, mình có thể tạo riêng thư mục nè. Mình kéo cái audio này vô, mình bấm lưu vào cái audio đó. Thì khi mà mình mở cái LumaFusion lên, mình kiếm cái audio thì nó sẽ có nằm ở đây. Đó rất là dễ. Và mình sẽ có cái nhạc, những cái bài hát của mình đã lưu ở đây. Ok. Một cái điểm mà mình phát hiện ra trong cái quá trình mà mình edit một cái video đó, đang nhạc đúng không? Sau khi mà mình làm xong thì tự nhiên nhạc nó nhỏ lại. Thì giờ có một ý tưởng. Đang có nhạc rất là to, tự nhiên cái mình chuyển qua cái video mà có tiếng nói, có giọng nói á, thì cái nhạc nó nhỏ lại. Thì như vậy thì mình phải làm sao? LumaFusion nó có hỗ trợ với một cái tên gọi là docking. Docking thì bây giờ nè, các bạn sẽ nhấn double vào cái clip ha, và chuyển qua cái phần là âm thanh audio. Thì các bạn để ý bên phần là configuration thì mình sẽ có cái phần docking. Docking này mình sẽ chọn cái phần master, có nghĩa là khi mà các bạn chọn cái phần master này á, thì nó sẽ đẩy cái này thành cái âm thanh chính, còn những cái âm thanh phụ thì các bạn sẽ để nó thành auto. Auto thì nó sẽ nhường cái dung lượng, nhường cái âm lượng cho cái phần master. Tức là khi mình chọn cái âm nhạc làm auto thì cứ mỗi lần mà tới cái master thì nó sẽ nhường cái âm lượng cho cái file master, nó sẽ cho tiếng nói của mình nó to hơn. Mình sẽ làm cách đó thì nó sẽ giúp cho mình thao tác nhanh hơn, mình đưa cái tiếng nói của mình lên một cách tự động luôn, chứ không có cần phải chọn keyframe giảm nhạc xuống giống như là khi mà mình edit ở trên Final Cut hay là mình edit ở Premiere. Đó, các bạn thấy đây là một cái điểm hay hơn cả Final Cut nữa. Final Cut hình như mình không có thấy làm vậy. Ok, như vậy là đây là những cái điểm mới mà mình muốn cập nhật với các bạn ở cái phiên bản LumaFusion 2.0. Nếu như các bạn có những cái thắc mắc về cái việc sử dụng cái LumaFusion thì đừng ngại comment ở bên dưới để mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn sau. Có thể mình sẽ gom lại để mình hướng dẫn cho các bạn, ví dụ tầm mấy câu hỏi mình sẽ gom lại một cái video ha. Các bạn đừng ngại hỏi mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình biết. Rồi, cảm ơn các bạn vì đã xem cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại các bạn vào cái lúc mà mình dựng video ha. Bây giờ mình đi đâu mình cũng có thể dựng video được hết, chỉ nhờ cái iPad thôi. Days of hunger, won't you buy them for me in my comfort? I'm too burst inside through the bricks. Days of hunger, won't you let